khô đấy. Giỏi quá. Ok. Cầm vào nhau. À, okay. Ừ, đó. Mỗi người một chiếc thôi. Ê, nhiều quá, nhiều quá. Không sao, không sao. Hai cái tay không được cầm vào nhau. Quay lại. Trời ơi, tức quá. Ít thôi. Lấy chị Hao gớt từ từ. Rồi quay lại liền cho quay lại liền, tranh nổ. Phải nhớ là năm cái đĩa của mình đều phải đủ năm nguyên liệu nha. Đây, cái bánh canh là cái rất là khó. Loại bánh canh cực kỳ khó gấp luôn. Này quá mạnh, cái này khó. Cái này khó. Rồi, cái này khó nha, biết không? Cái sợi nó ngắn. Đó. Trời ơi. Mấy rồi. Khi mà gấp được rồi, phải từ từ, cẩn thận, không được vội, nhẹ nhàng từ tốn thôi. Nhẹ thôi. Bình tĩnh, hít thở sâu. Không có gấp. Nhẹ thôi. Không có gấp, cái này gấp là rớt. Đúng rồi. Anh sẽ ở dưới. Bình tĩnh thôi. Không nhất thiết là phải nhanh đâu, cứ bình tĩnh là nó sẽ thành công. Khai thác. Đây, nhanh lên, đánh trống. Rồi, cảm ơn hai bạn. Mời hai bạn sẽ trở về với căn bếp của mình nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi kiểm tra. Chúng ta sẽ có miếng dầu. Chính xác. Hủ tiếu. Yeah. Trời ơi. Mì trứng. Miếng sợi tròn. Bánh canh sợi. Chúng ta được hai sợi bánh canh. Đã trơn tròn rồi. Ngắn nữa. Ngắn mà còn có dầu luôn. Đúng rồi. Đẹp ở nhà bên kia nào. Tràn quá thôi. Chúng tôi tới rồi đây. Ở đây chúng ta sẽ có mì trứng. Có mì trứng. Hủ tiếu dai. Cái này là phở. Này là bánh phở. Nó mềm, nó không có dai. Đó. Sai rồi. Móng viên. Miếng dầu. Miếng. Này chị đang nói cái ngôn ngữ gì á? Ở gì hả? Ủa, nó có móng viên mà. Cái ngôn ngữ này là ngôn ngữ Việt Nam, là ngôn ngữ nói lái. Nói lái nha. Móng viên, miếng dầu. Ờ, miếng sợi tròn. Sai luôn rồi. Cái này là hủ tiếu dai nè. Hủ tiếu dai nè. Đây là hủ tiếu dai. Nè, các bạn có thấy nó dai không? Nó dai lắm. Bánh canh. Trời ơi, cái này còn hơn ở bên kia. Ở bên kia được 2 sợi bánh canh. Bên đây được đúng 1 sợi bánh canh. Nhưng mà chính xác. Chính xác. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta đã không chính xác 2 món bánh rồi. Vậy thì kim cương sẽ thuộc về đội của nhà Oppa. Xin chúc mừng. Đội sẽ cùng khoác lấy tay nhau và mỗi người cầm một đôi đũa. Khi mà hiệu lệnh bắt đầu thì chúng ta sẽ gấp cái trái banh này. Mình cùng di chuyển về địa phận của mình. Nếu như một trong hai người rớt trên đường đi thì mình sẽ không có tính kết quả đó, mà mình phải quay về đây để lấy lại một trái khác. Chúng ta sẽ tham gia trò chơi này cùng một lúc. Đội duy nhất giành thắng cuộc ở trò chơi này sẽ nhận được phần thưởng, đó là 2 viên kim cương. Những viên kim cương này sẽ có giá trị để giúp cho các bạn có thể thuận lợi hơn hoàn thành chặng đường cuối cùng, đó chính là nấu ăn tại Nhập Gia Tùy Tùng. Và bây giờ, xin mời cả hai nhóm bạn chúng ta sẽ cùng đến với vị trí tham gia trò chơi. Hai nhóm bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng rồi. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Linh Linh, ở đây. Hay quá, Dano.
nhanh lên đúng rồi. Giỏi quá. Ok. Như vậy là cả hai đội của chúng ta đều đã hoàn thành xong thử thách. Chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra xem là mỗi nhóm đã mang về cho mình bao nhiêu quả bóng màu sắc nha. Bao nhiêu cái đây? Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Không biết là bên nhóm của chúng ta là được bao nhiêu quả nha. Chúng ta sẽ cùng đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 22. Như vậy xin được xác nhận nhóm bạn sẽ nhận được 2 viên kim cương ở chặng tay làm hàm nhai, đó chính là Việt Nam Cool và Minh Hiếu. Chúc mừng. Và ngày hôm nay em cũng muốn giới thiệu cho cả nhà của chúng ta Việt Nam Cool và Minh Hiếu. Qua khi con tim cùng theo lý trí. Không có nhớ em. Muốn quánh nhỏ này ghê luôn á. Muốn em biết. Rất ngon. Ngon quá. Ôi xì. Wow. Biểu diễn nha, lát nữa nó chào ra ngoài hết rồi khóc nha. Thôi muốn sử dụng cái này. Làm gì anh? Để dành đi. Hiểu xuống, dùng ép đi. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Dùng ép đi. Trời. Hát đi. Cứ ôm ai đi, ôm ai đi, ôm ai đi, ôm ai đi. Ôi chẳng cơm mơ, chẳng cơm mơ, chẳng cơm mơ. Chú ngồi học bài một mình bên phố vườn từ về son. Bao nhiêu chú chê non cùng bao chú cách rô con. Lộn rồi. Cháy. Rồi làm gì nữa? Làm gì nữa? Ai biết? Cùng đón xem Nhất Gia Tùy Tục vào thứ hai hàng tuần lúc 20:30 trên kênh VTV3 và 21:30 trên kênh YouTube TV Hub.